Bây giờ nếu như mẹ đang đứng trước mặt con thì con sẽ nói gì với mẹ? Sao mẹ lại bỏ bọn con đi? Tại sao mẹ lại bỏ con đi? Đó là những câu hỏi mà các con của chị dành cho chị đó. Dẫu rằng cuộc sống của chị có vấn đề gì đó khó khăn, có một nỗi khổ nào đó, nhưng chị có biết rằng con chị nó cần chị nhiều lắm không? Chỉ cần gọi điện thoại cũng được, chỉ cần xuất hiện bên nó cũng được, ôm nó vào lòng một chút cũng được. Có thể các con chị không cần tiền cần bạc, nó có biết gì đâu mà cần tiền cần bạc. Nó chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một lời nói của mẹ là được rồi. Chị nên trở về một lúc nào đó, càng sớm càng tốt. Về một chút cũng được, một chút rồi đi cũng được chị nhá. Ống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Chào đón cả nhà mình đến với mái ấm gia đình Việt, đại gia đình luôn. Tôi thấy nãy giờ Phạm Quỳnh Anh khóc rất nhiều. Thấy một gia đình có bốn người con như vậy mà bây giờ không có mẹ, bố mất rồi, Phạm Quỳnh Anh nghĩ thế nào? Em nhìn thấy cô chú là thực sự mình nhìn thấy cái sự may mắn của mình khi mà bố mẹ mình vẫn còn rất là khỏe mạnh. Và mình cũng cảm nhận được cái sự khó khăn, cho dù là hoàn cảnh của mình thì không khó khăn như các con, khi mà phải hàng ngày cuộc sống với ba đứa nhỏ thì em cảm nhận được cái sự khó khăn rất là nhiều. Huống chi là bây giờ ông bà thì gần như là đã rất là lớn tuổi và phải đi làm những cái công việc rất là nặng nhọc để có thể tồn tại và nuôi nấng các cháu. Con tên là gì? Con tên là Trần Minh Đức ạ. À, con bao nhiêu tuổi? Con 7 tuổi ạ. 7 tuổi. Rồi, mẹ con đâu rồi? Mẹ con bỏ đi ạ. Con có mong muốn mẹ về với mình không? Không ạ. Sao vậy? Bởi vì từ khi bọn con còn bé, mẹ đã bỏ bọn con đi. Con tên là gì nè? Tên là Trần Khánh Linh ạ. Con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 8 tuổi ạ. Mỗi lần con nhớ bố, nhớ mẹ thì con làm gì? Mỗi lần con nhớ bố con toàn thắp hương cho bố ạ. Thắp hương cho bố hả? Vâng ạ. Con có khóc chứ bàn thờ bố không? Bây giờ nếu như bố còn sống thì con sẽ nói gì với bố? Thân bảo bố là bố ơi bố, bố nhớ ăn uống cho đầy đủ vào ạ. Bây giờ nếu như mẹ đang đứng trước mặt con thì con sẽ nói gì với mẹ? Sao mẹ lại bỏ bọn con đi? Tại sao mẹ lại bỏ con đi? Đó là những câu hỏi mà các con của chị dành cho chị đó. Dẫu rằng cuộc sống của chị có vấn đề gì đó khó khăn, có một nỗi khổ nào đó, nhưng chị có biết rằng con chị nó cần chị nhiều lắm không? Chỉ cần gọi điện thoại cũng được, chỉ cần xuất hiện bên nó cũng được, ôm nó vào lòng một chút cũng được. Có thể các con chị không cần tiền cần bạc, nó có biết gì đâu mà cần tiền cần bạc. Nó chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một lời nói của mẹ là được rồi. Chị nên trở về một lúc nào đó, càng sớm càng tốt. Về một chút cũng được, một chút rồi đi cũng được chị nhá. Quỳnh Linh thấy rằng bé Duy tuy còn nhỏ nhưng cậu ấy rất là hiểu chuyện. Duy ơi, mong muốn của con lớn nhất bây giờ là gì? Anh em con còn nhỏ, đường ăn học còn dài. Ông bà của con mỗi ngày lại một già đi, lại còn bệnh tật. Bây giờ con chỉ mong muốn là con cùng các bác, ông bà giúp đỡ anh em con để anh em con có cơ hội được đến trường ạ. Trời ơi, quá tuyệt vời. Một cậu nhỏ rất là giỏi, suy nghĩ rất là sâu luôn.
Ở nhà bà có làm thêm việc gì có tiền không? Tôi chỉ làm việc vặt mấy gói vàng thêm. À, tức là làm gia công cho vàng người ta đó hả? Vâng ạ. Mỗi ngày được bao nhiêu? Nó chỉ được độ vài chục thôi. Thế nhưng mà có khi là hôm tăng huyết áp lên nằm chả dậy được. Bây giờ nếu như có một số vốn đó thì bà sẽ làm gì? Thì tôi gửi để dành cho cháu, lấy tiền cho cháu ăn học. Gửi hả? Vâng, để cho mình, cháu ăn. Mình có cách nào phát triển kinh tế gia đình không? Bằng cách là chăn nuôi, trồng trọt gì đó. Nuôi ít gà. Nuôi ít gà để bán. À, cũng được đấy. Đó là một cách chúng ta vừa làm gia công, vừa chăm nuôi một ít gà để có một phần kinh tế đầu ra đầu vào. Nếu mà mình gửi tiết kiệm hết thì cũng không ra bao nhiêu tiền đâu. Vâng. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ này thật ra thì nó cần rất là nhiều tiền trong một giai đoạn còn xa lắm nó mới lớn nổi. Vì các cháu đi đâu. Dạ. Chúng ta vừa theo dõi một câu chuyện về một gia đình bốn đứa trẻ cùng ở với ông bà, bố mất, mẹ bỏ đi, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hãy vào website Máy Ấm Gia Đình Việt, chúng ta có số tài khoản và số điện thoại, địa chỉ của gia đình ngày hôm nay luôn. Quý vị đừng xem trên mạng nhiều quá, trên mạng bây giờ ảo lắm, có đôi khi họ đưa số điện thoại giả lên. Chính xác hơn nữa là quý vị hãy vào website Máy Ấm Gia Đình Việt, sẽ có số tài khoản cụ thể, con người cụ thể, hoàn cảnh cụ thể để chúng ta cùng chia sẻ nha. Rồi, hy vọng đằng sau chương trình này chúng ta sẽ có một chút gì đó thay đổi ông bà nhé. Dạ. Các con cố gắng lên. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng Mấy Ấm Gia Đình Việt.